Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay thứ bảy ngày 21 tháng 10, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Nhân dịp dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hội kiến với Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sơn La khai mạc lễ hội cà phê lần thứ nhất với chủ đề Arabica, cà phê Sơn La hương vị núi rừng Tây Bắc và khánh thành một số nhà máy chế biến các sản phẩm cà phê đặc sản. Covid-19 không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, thông tin mới được Bộ Y tế công bố. Thành phố Sơn La hoàn thành khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội kiến với Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Trong không khí hữu nghị, tin cậy và cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông tin cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt-Trung trong tổng thể chính sách đối ngoại của mỗi nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được kể từ Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi việc củng cố và phát triển quan hệ Việt-Trung là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, hoan nghênh và ủng hộ Việt Nam phát triển lớn mạnh, thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để hai nước cùng nhau phát triển. Bày tỏ Trung Quốc trân trọng và đánh giá cao chuyến thăm tới cửa khẩu hữu nghị và trồng cây hữu nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Trung Việt. Cùng bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam Trung Quốc thời gian qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục làm sâu sắc thêm nội hàm, qua đó nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, tăng cường giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác thực chất, trọng tâm là phát triển cân bằng, bền vững hợp tác kinh tế thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho đông đảo người nông dân và người tiêu dùng hai nước, đẩy mạnh kết nối giao thông, sớm triển khai các khoản viện trợ Trung Quốc dành cho Việt Nam, phối hợp xử lý vướng mắc trong một số dự án hợp tác. Đánh giá cao những đề xuất hợp tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí thúc đẩy giao lưu cấp cao và các cấp, qua đó tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị giữa hai bên. Hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân và thông tin tuyên truyền hữu nghị, củng cố nền tảng xã hội, xử lý ổn thỏa và kiểm soát tốt bất đồng vì hòa bình, ổn định ở trên biển và khu vực. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế khu vực cùng quan tâm, nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tối ngày 20 tháng 10 tại quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã khai mạc lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Tới dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các tỉnh thành phố trong cả nước, các đại sứ quán và các vị khách quốc tế. Tỉnh Sơn La dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đảo cán bộ chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và du khách trên mọi miền Tổ quốc. Hiện nay toàn tỉnh Sơn La có trên 20.000 hecta cà phê, chiếm 41,2% diện tích cà phê Arabica của cả nước và là tỉnh có diện tích trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Trong đó có gần 18.000 hecta được cấp chứng nhận bền vững và tương đương, sản lượng đạt trên 204.000 tấn quả tươi, giá trị thu từ bán sản phẩm quả tươi ước đạt trên 2.045 tỷ đồng. Đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh, ứng dụng khoa học công nghệ, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê, với sự tham gia của các hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Đã có hai vùng cà phê được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, một chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La, đã thu hút tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động các nhà máy chế biến cà phê có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Sản phẩm cà phê Sơn La đã được xuất khẩu sang thị trường 20 nước,
góp phần nâng cao thu nhập của người trồng chế biến cà phê, tạo thêm việc làm, góp phần cơ cấu lại sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng và giá trị cà phê tại Sơn La. Đây là lần đầu tiên tỉnh Sơn La tổ chức lễ hội cà phê với chủ đề Arabica, cà phê Sơn La, hương vị núi rừng Tây Bắc. Với nhiều kỳ vọng mới và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục nỗ lực phát huy tiềm năng thế mạnh, cũng như tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ để đưa tỉnh Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, theo tinh thần nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị đã đề ra. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để tỉnh Sơn La và các tỉnh Tây Bắc giới thiệu, quảng bá sản phẩm cà phê Arabica, tôn vinh người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh và xuất khẩu cà phê, góp phần phát triển vùng trồng cà phê Arabica chất lượng cao, bền vững, nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La tại thị trường trong và ngoài nước, nhằm thực hiện mục tiêu liên kết các tỉnh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê, đưa tỉnh Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu, quảng bá, cung cấp các thông tin cụ thể về sản phẩm cà phê Arabica Sơn La tới các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước, thu hút các doanh nghiệp đầu tư, các nhà máy chế biến sâu và đa dạng các sản phẩm từ cà phê, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy sản xuất, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung và sản phẩm cà phê Arabica nói riêng, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cà phê Arabica Sơn La từ lâu đã nổi tiếng và đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Việc này góp phần vào kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Sơn La tổ chức lễ hội cà phê Sơn La. Đây là hoạt động thiết thực, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nói chung, sản phẩm cà phê nói riêng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao giá trị. Sự kiện hôm nay ghi dấu hành trình 70 năm cà phê Sơn La, từ loại cây cải thiện sinh kế đến thương hiệu đặc sản vươn ra thế giới, được ưu chuộng ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Cà phê Sơn La luôn đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành hàng cà phê Việt Nam. Hướng tới dấu mốc đích đến, câu chuyện hợp tác, liên kết có vai trò quan trọng trong phát triển chuỗi ngành hàng, chuỗi giá trị bền vững, ngành hàng cà phê Sơn La. Hợp tác giữa bà con nông dân với nhau, liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, với doanh nghiệp, giúp tổ chức lại sản xuất, giảm chi phí đầu vào, đầu tư chế biến sâu, nâng cao chất lượng, gắn kết với nhu cầu đa dạng của thị trường. Hợp tác liên kết, tích hợp đa giá trị trên một đơn vị diện tích. Cùng với cà phê còn có trà cascara từ vỏ cà phê, là những sản phẩm thời trang, dược phẩm, mỹ phẩm từ hạt cà phê. Hợp tác liên kết giúp ngành hàng cà phê Sơn La tiếp cận kinh tế tuần hoàn, kinh tế trải nghiệm, gắn kết tài nguyên bản địa với trải nghiệm văn hóa, lịch sử địa phương. Hợp tác liên kết giúp ngành hàng cà phê Sơn La chủ động thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, biến động thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương đã dành tặng 100 suất quà an sinh xã hội và xóa nhà tạm cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sơn La. Với chủ đề Arabica, cà phê Sơn La hương vị núi rừng Tây Bắc, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội được dàn dựng công phu với các tiết mục đặc sắc ca múa nhạc, kết hợp với các hình thức hoạt cảnh, thực cảnh sân khấu hóa, ca ngợi lịch sử hình thành và phát triển của thương hiệu sản phẩm cà phê Arabica Sơn La, truyền thống văn hóa của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La. Bà con thì tham gia rất là hồ hởi, phấn khởi, mong muốn là gì được quảng bá sản phẩm của mình đến với lại anh em bạn bè trên cả nước, với các khu vực quảng bá sản phẩm cái hàng nông sản của Sơn La, của miền Tây Bắc nói chung.
Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc khép lại bằng điệu xòe đoàn kết của các diễn viên chuyên nghiệp, quần chúng nhân dân và màn bắn pháo hoa tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời thành phố Sơn La, như mời gọi bạn bè du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội. Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 23 tháng 10 năm 2023. Nằm trong chuỗi sự kiện của lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023, sáng ngày 21 tháng 10 tại bản Thống Nhất, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã khánh thành nhà máy chế biến cà phê Sơn La. Dự lễ khánh thành có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, các vị đại biểu Quốc hội và lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước, đại diện Đại sứ quán một số quốc gia và các vị khách quốc tế. Về phía tỉnh Sơn La, dự khánh thành có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Lào Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố và đại diện một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sau hơn 4 tháng triển khai xây dựng, đến nay nhà máy chế biến cà phê Sơn La tại xã Mường Bon, huyện Mai Sơn đã hoàn thành đi vào hoạt động. Nhà máy có công suất thiết kế 50.000 tấn quả cà phê tươi một năm, tương đương 12.500 tấn cà phê nhân một năm, gồm hai dây chuyền công nghệ sát ướt sử dụng tiết kiệm nước, tuần hoàn và công nghệ sát khô, kín, không phát bụi. Dây chuyền sản xuất đã đảm bảo đủ điều kiện để hoạt động ổn định theo công suất thiết kế. Với vụ nhà máy đồng bộ công nghệ hiện đại, dây chuyền chế biến cà phê và xử lý nước thải tân tiến nhất hiện nay, kết hợp với chuỗi liên kết sản xuất và cung ứng cà phê bền vững gắn với tăng trưởng xanh và con nông dân trồng cà phê để phát triển vùng nguyên liệu cà phê một cách bền vững, từng bước khẳng định cà phê Sơn La trên thị trường trong nước và thế giới đúng với khẩu hiệu cà phê Sơn La vươn ra thế giới. Đó là mục tiêu, là thông điệp, là hành động quyết tâm nâng tầm thương hiệu cà phê Sơn La nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc khánh thành đưa nhà máy chế biến cà phê Sơn La đi vào hoạt động là minh chứng rõ nét cho việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề thách thức bất cập trong quá trình phát triển cây cà phê của tỉnh, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện được mục tiêu đưa thương hiệu cà phê Sơn La ra thị trường thế giới. Để nhà máy cà phê Sơn La hoạt động hiệu quả, thì tôi trân trọng đề nghị công ty cổ phần chế biến cà phê Sơn La tập trung các nguồn lực để vận hành nhà máy theo đúng phương án được chấp thuận, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết, tuân thủ các quy định của pháp luật. Tỉnh Sơn La sẽ đồng hành cùng với công ty trong phát triển vùng nguyên liệu an toàn, bền vững, đáp ứng đầy đủ nguyên liệu cho nhà máy. Nhà máy chế biến cà phê Sơn La khánh thành đi vào hoạt động là dịp để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến tìm hiểu, ký kết hợp tác, tạo điều kiện để cà phê Sơn La vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Chúng tôi đánh giá cao sự chuyển động của cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy đầu tư sản xuất, thương mại và dịch vụ, tạo ra các sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng và thân thiện với môi trường, từ đó củng cố thương hiệu, uy tín sản phẩm hàng hóa từ Sơn La đối với người tiêu dùng trong cả nước và tiến tới xuất khẩu. Tại buổi lễ đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa công ty cổ phần chế biến cà phê Sơn La với công ty Vincommer, tập đoàn Masan về tiêu thụ sản phẩm. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng, cắt băng khánh thành nhà máy chế biến cà phê Sơn La và tham quan dây chuyền sản xuất chế biến cà phê của nhà máy. Cũng trong chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến thăm và tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách của xã Hua La, thành phố Sơn La. Tại huyện Mộc Châu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương đã đến thăm khu du lịch Island Mộc Châu tại bản Lùn, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tham quan cầu kính Bạch Long, nhà hàng tre Tabambo tại khu du lịch và đánh giá cao địa phương đã nỗ lực tạo ra sản phẩm du lịch mới độc đáo, tạo thêm điểm đến lý tưởng thu hút khách du lịch đến với Sơn La, góp phần tạo thêm điểm nhấn để phát triển du lịch cho tỉnh và vùng Tây Bắc.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư mở rộng đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, cần có kế hoạch khai thác quản lý chặt chẽ hơn khu du lịch, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội gắn với giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sinh kế bền vững cho người dân. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Trung ương cũng như lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại khu du lịch Island Mộc Châu. Cũng nằm trong chuỗi các sự kiện của lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023, sáng ngày 21 tháng 10, công ty cổ phần Phúc Sinh Sơn La đã khai trương dây chuyền chế biến trà Cascara tại bản Mạt, xã Trường Mung, huyện Mai Sơn. Dự khai trương có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Azerbaijan, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Phúc Sinh Sơn La là nhà máy đầu tiên chế biến trà Cascara theo quy mô công nghiệp, cung cấp thị trường nội địa và xuất khẩu. Dây chuyền chế biến trà Cascara được xây dựng từ tháng 8 năm 2023 với công suất 10 tấn quả chín một ngày, tương đương 1 tấn trà thành phẩm một ngày. Dây chuyền gồm hệ thống rửa quả tiêu chuẩn thực phẩm, tách vỏ, sấy khử UV, hệ thống sấy lạnh đa chức năng đảm bảo sạch và giữ nguyên hương vị, màu sắc. Hệ thống đóng gói tự động có thể cho ra các sản phẩm túi lọc vuông, túi lọc tam giác. Nguyên liệu để sản xuất trà là vỏ cà phê chín được trồng chăm sóc thu hái theo quy trình nghiêm ngặt nhất. Đây cũng là những vườn cà phê nằm trong dự án cà phê bền vững Rainforest, vùng cà phê công nghệ cao của tỉnh Sơn La. Dây chuyền cùng lúc đạt 3 tiêu chuẩn vùng nguyên liệu bền vững và tiêu chuẩn của Hiệp hội Anh Quốc dành cho thực phẩm. Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thông qua lễ khai trương dây chuyền chế biến trà Cascara, tỉnh Sơn La mong muốn giới thiệu, quảng bá, cung cấp các thông tin cụ thể về sản phẩm trà Cascara của Sơn La tới doanh nghiệp, người tiêu dùng trong và ngoài nước, thu hút các doanh nghiệp, nhà máy chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung và sản phẩm trà Cascara nói riêng, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững. Cũng nằm trong khuôn khổ của lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất, vào chiều ngày 21 tháng 10, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Xuất nhập khẩu và Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển bền vững, nâng tầm giá trị và kết nối gia thương tiêu thụ cà phê Sơn La. Dự và chủ trì hội thảo có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp, Công Thương tỉnh Điện Biên, Quảng Trị, Hưng Yên và các tổ chức quốc tế, cũng như các doanh nghiệp, hợp tác xã trồng và chế biến cà phê trong nước và toàn tỉnh. Hội thảo được truyền trực tuyến đến Sở Công Thương các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Hà Nam, Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Lò Minh Hùng cho biết từ những năm 1990 đến nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế chính sách phát triển cây cà phê, diện tích cà phê tăng qua từng năm. Những năm 1990 với trên 278 hectare, đến nay tỉnh có trên 20.000 hectare cây cà phê Arabica, chiếm 41,2% diện tích cà phê Arabica của cả nước, là tỉnh có diện tích trồng cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Trong đó có gần 18.000 hectare được cấp chứng nhận bền vững và tương đương, sản lượng trên 200.000 tấn quả tươi. Tỉnh đã công nhận hai vùng ứng dụng công nghệ cao cho cà phê với diện tích 1.039 hectare với 1.560 hộ gia đình tham gia. Trên địa bàn có 9 cơ sở chế biến cà phê quy mô công nghiệp, có 5 đơn vị tham gia chế biến sâu sản phẩm cà phê. Giá trị sản xuất cà phê năm 2022 ước đạt 857 tỷ đồng. Bên cạnh những kết quả đạt được trong sản xuất cà phê, vẫn còn một số tồn tại như sản lượng cà phê còn bị ảnh hưởng nhiều do thời tiết, biến đổi khí hậu, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chưa chặt chẽ, thiếu bền vững, còn nhiều cơ sở chế biến cà phê quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng tới môi trường và chất lượng cà phê, khâu thu hái của người dân nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Để khắc phục những hạn chế này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp trong ngành cà phê trao đổi, tập trung thảo luận về hiện trạng, tình hình phát triển, tồn tại, hạn chế cây cà phê trên địa bàn, định hướng các giải pháp phát triển vùng nguyên liệu cà phê, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong sản xuất, quy trình thâm canh, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất cà phê có chứng nhận bền vững,
những quy định, thủ tục, tiêu chuẩn để cà phê Sơn La xuất khẩu, tiêu thụ tốt tại thị trường châu Âu. Trên cơ sở này, tỉnh Sơn La sẽ có những định hướng phát triển bền vững cà phê Arabica Sơn La trong thời gian tới. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh, thành phố, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã trồng cà phê trong và ngoài tỉnh đã tham luận làm rõ thực trạng và định hướng phát triển bền vững của cà phê Việt Nam trong tình hình mới, thực trạng sản xuất cà phê, cơ hội và thách thức cho cà phê Sơn La và Việt Nam trong bối cảnh thực thi quy định mới EU về cà phê không gây mất rừng, xây dựng thương hiệu và công tác tuyên truyền quảng bá thương hiệu cho cà phê Sơn La. Hội nghị cũng đã công bố và trao quyết định vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao tại xã Triềng Ban, Triềng Rong và Triềng Trung, huyện Mai Sơn, công bố và trao quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án trồng cà phê Arabica Sơn La cho công ty cổ phần cà phê Ditech. Phát biểu bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Sơn La về định hướng giải pháp phát triển cà phê bền vững, hướng dẫn thực hiện quy định về xuất khẩu các hàng hóa và sản phẩm có liên quan đến gây mất rừng và suy thoái rừng của châu Âu, EU để đảm bảo điều kiện cho sản xuất cà phê. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tiếp tục đồng hành và hỗ trợ tỉnh Sơn La trong quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm cà phê Sơn La. Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu quan tâm hỗ trợ cho tỉnh các giải pháp về giống mới, quy trình kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả ngành cà phê. Các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê tiếp tục đầu tư liên kết, phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư các nhà máy chế biến, nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững ngành cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La. Thưa quý vị, ngay sau khi đến với Sơn La để tham dự chương trình lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất, các đại biểu đại sứ quán của Lào và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đi trải nghiệm và dự các hoạt động tại lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất. Các đại biểu đã đi trải nghiệm tham quan tại hội chợ triển lãm cà phê Sơn La hội nhập và phát triển, bao gồm trưng bày thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sản phẩm cà phê trong và ngoài tỉnh, sản phẩm du lịch, sản phẩm nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh thành phố, sản phẩm sinh vật cảnh, sản phẩm không gian tạo hình về cà phê chế tác. Sau khi tham quan trải nghiệm, các đại biểu của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bày tỏ sự ấn tượng với công tác tổ chức lễ hội cà phê của tỉnh Sơn La và với các sản phẩm từ cà phê của tỉnh, cùng với đó đánh giá cao với diện tích sản lượng cà phê của tỉnh Sơn La. Thông qua sự kiện lần này, các đại biểu cũng mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều sự hợp tác hỗ trợ giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về những kinh nghiệm đã đạt được trong ngành cà phê. Chuyển sang những thông tin thời sự đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Yên khóa 18 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 11. Dự kỳ họp có đồng chí Trã của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp với tinh thần dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 20 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu. Kết quả đa số đều có số phiếu đánh giá tín nhiệm và tín nhiệm cao. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác. Thưa quý vị, nhiều chính sách về phòng dịch, khám chữa bệnh liên quan đến bệnh COVID-19 sẽ được thay đổi khi bệnh được chuyển từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Đây là thông tin vừa được Bộ Y tế công bố. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, số ca mắc COVID-19 đã giảm rất mạnh. Bộ Y tế xem xét các yếu tố về mặt khoa học để chuyển từ nhóm A sang nhóm B như số ca mắc giảm 82 lần so với năm 2022, tỷ lệ tử vong trên số mắc là 0,022%, giảm 100 lần so với năm 2021. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng sẽ tiếp tục giám sát các đặc điểm di truyền để theo dõi virus SARS-CoV-2, giải trình tự gen để phát hiện biến thể mới trên cơ sở lồng ghép cùng các bệnh truyền nhiễm khác. Bộ Y tế cũng cho biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, người dân mắc COVID-19 sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán theo quy định, thay vì được chi trả toàn bộ bằng ngân sách nhà nước như trước đây. Với công tác phòng bệnh thì chúng ta tiếp tục khuyến cáo 2K, đặc biệt là cái vấn đề khuyến khích đeo khẩu trang ở những nơi đông người, nơi phương tiện công cộng. Người bệnh đi đến khám hoặc là vào viện điều trị nội trú với bệnh COVID thì Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán như các cái bệnh khác. Bộ Y tế vẫn khuyến cáo việc tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ với những người chưa tiêm đủ mũi, ưu tiên các đối tượng như người cao tuổi, người có bệnh nền và được miễn phí trong năm 2023.
hiện Việt Nam vẫn chưa ghi nhận biến chủng mới nặng hơn biến chủng cũ. Sau gần 20 năm triển khai luật bình đẳng giới 2006 đã mang lại những kết quả tích cực, và mới đây, chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào, dân tộc thiểu số và miền núi được Quốc hội, Chính phủ thông qua và triển khai thực hiện. Nội dung về bình đẳng giới thêm một lần nữa được đề cập, trong đó chủ yếu tới đồng bào dân tộc và miền núi. Hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bình đẳng giới. Một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến bình đẳng giới đó là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nhiều cặp vợ chồng mặc dù đã có nhiều con gái nhưng vẫn cố sinh con trai cho bằng được. Ngay từ khi mới chào đời, những đứa trẻ là nữ giới đã bị xem nhẹ. Người Mông mình thì hai không có con trai là cũng vất vả. Mà toàn là sinh con gái thì cũng vất vả cho gia đình. Mình là một con gái trong gia đình, mình đi lấy chồng thì mình không có trách nhiệm, nghĩa vụ để lo cho bố mẹ hoặc là gọi như là thờ cúng bố mẹ nữa. Nên là phải bắt buộc có con trai để được mới được thờ cúng cho bố mẹ tương lai của mình sau này. Để thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ về bình đẳng giới, tỉnh Sơn La đã và đang triển khai đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025. Rất nhiều hình thức tuyên truyền được lồng ghép thông qua các đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hệ thống trường học. Tổ chức các buổi ngoại khóa này rất là tốt, không riêng gì đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên và các em học sinh, mà thông qua đây thì lan tỏa tới quần chúng nhân dân, đặc biệt là cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số như địa phương nơi trường đang đóng. Sau khi có cái nghị quyết 88, nay là quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một cái động lực rất là lớn để giúp cho huyện là tăng cường cái thời lượng cũng như là các cái nội dung tuyên truyền phối hợp với là các cơ quan đơn vị, với lại ủy ban dân các xã tuyên truyền đẩy mạnh cái công tác về cái tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng như là công tác bạo lực gia đình. Thực hiện công tác tuyên truyền những chính sách pháp luật về bình đẳng giới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thời gian vừa qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức được 26 hội nghị tuyên truyền cho 2.200 đối tượng thụ hưởng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La, tỷ lệ hộ gia đình dân tộc thiểu số được tiếp cận những thông tin về bình đẳng giới đạt trên 80%. Công tác khám, sơ tuyển sức khỏe, nghĩa vụ quân sự cho thanh niên là một khâu rất quan trọng trong quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường trên địa bàn thành phố Sơn La đang tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2024. Trong đợt khám sơ tuyển lần này, thành phố có hơn 590 thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe thi hành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024. Các thanh niên được khám về thể lực chung như đo chiều cao, vòng ngực, cân nặng, huyết áp, tim mạch và một số bệnh lý khác. Do làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự nên các công dân nhận được lệnh điều động đã tham gia khám sơ tuyển đầy đủ. Sơ khám và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm như thế này thể hiện tính sẵn sàng và nêu cao tinh thần trách nhiệm mà phục vụ với Đảng, Nhà nước và với quân đội, với công an. Sau khi sơ tuyển, các xã phường sẽ lập danh sách những công dân đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục khám tại Hội đồng Khám Nghĩa vụ Quân sự thành phố. Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ Việt Nam. Được học tập, rèn luyện ở môi trường quân ngũ giúp cho em ngày càng dần trưởng thành hơn. Năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Sơn La quyết tâm lựa chọn những thanh niên ưu tú, đúng độ tuổi, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu đảm bảo đạt chỉ tiêu giao quân năm 2024 cấp trên giao. Tới đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.